Bạn đây là con Fikir Sulami SLM100, con này thì lên bánh trước sau là 7 phân cho khách hàng. Và khách hàng thì dùng tay ngang nhá. Con này thì khách hàng thích lên dàn đầu là carbon, nên là nối bài lên cho bạn ấy là dàn đầu carbon luôn, tay nắm dẹt luôn nhá để cho chống tê mỏi. Cặp bánh trước sau là bánh 7 phân Tsunami. Cặp bánh 7 phân này, bánh 7 phân bây giờ bánh 7 phân mình không có màu đen, đa số đều là có sơn lại. Màu từ màu khác chuyển qua màu đen nhá. Các bạn mua xe thì lưu ý là cái bánh thì đều là sơn lại. Còn đùi đĩa là mình sử dụng cho khách là đùi đĩa ất tách. Đùi đĩa này nó làm rỗng nhìn rất là đẹp luôn. Kết hợp xích Shimano hạt đậu thì quá là tuyệt vời. Con khung này là màu titan, rất là đẹp và chất ngầu luôn. Em này thì thiệt hại vào tổng thiệt hại vào cả chân trống cả đồ nghề vào hơn 8 triệu một tí thôi. Con này là khoảng tầm 8,7 triệu, rất là đẹp luôn. Bạn nếu thích thì liên hệ trực tiếp vào đội bài để build các cái màu, cái size, mẫu khung sẵn nhé. Cảm ơn các bạn.